Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đối với kênh bán hàng của bên em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì là em lại sưu tầm được vài cặp loa siêu hiếm cho anh em luôn. Đấy, loa 3G audio, nó chính là loa B3 luôn đấy các bác nhá. Nó chính là loa B3 luôn. Con này thì sao, tại sao nó hiếm? Nó thực sự là quá hiếm đấy ạ. Sử dụng một cơ cấu hình driver 2 bát 25 và 2 chép kèn. Đấy, đẳng cấp mức độ như vậy các bác nhá. Đấy, các bác nhìn đây, loa bãi các bác nhá, loa bãi. Đấy. Sử dụng loa là chép 2 bát 25 và chép kèn này các bác, 2 chép kèn này các bác nhá. Đây một chép này và đây một chép này. Các bác nhìn chưa? Quá trời đẳng cấp luôn. Đấy, bát 25, 2 bát 25 các bác nhá. Và riêng con này đấy, cái bộ phân tần của nó đã khủng khiếp luôn. Các bạn nhìn chưa? Quá khủng khiếp cái bộ phân tần của nó luôn. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Nó sử dụng một bát 25 ở bên bên hông và một bát thẳng các bạn nhá. Đấy. Loa thì nó rất đẳng cấp luôn. Thùng quách rất là đẹp. Đấy, vuông hòm sắc cạnh đẹp luôn cho anh em luôn. Đấy. Các bạn nhìn này. Quá trời đẹp luôn, đúng không ạ? Một chép kèm bên cạnh, một chép kèm trước. Đấy, một bát bên cạnh, một bát bên trước luôn, rất là đẹp. Đấy, có tên là 3G Audio G450, chạy 2 bát 25, 2 chép kèn các bác nhá. Tổng tất cả là cấu hình là 2 bát 2 chép. Đấy, công suất thực là 280W. Bọn này thì nó ghi công suất thực các bác nhá, nó không hề ghi công suất ảo đâu. Đấy, các bác nhìn ra hàng bãi luôn. Thùng quét thì nó chung báo ok. Bọn này cảnh đào hết các bác nhá. Đây, các bác nhìn này, hàng tuyển chọn, nói chung mà nó không thể đẹp như hàng mới được, nhưng mà dù sao mình cũng phải có thể nói là nhận xét nó quá đẹp thôi nhá. Và trong video ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số điện thoại này các bác nhá. Đấy, các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em thôi nhá. Đấy, số lượng thì em chỉ sưu tầm được có 3 cặp thôi các bác nhá, số lượng có 3 cặp thôi, không có số lượng nhiều. Đấy, có 3 cặp thôi. Nó thực sự là cái loa này mà hát ok trong gia đình, nó vừa gọn gàng mà nó vừa đẳng cấp các bác nhá. Bởi vì rất nhiều loa thì là công suất lớn thì nó lại làm cái thùng nó rất là bục mịch. Đấy, rất là cồng kềnh, nhưng mà những cái bộ như thế này thì nó đánh cho các bác âm thanh cực kỳ là uy lực. Đấy, tiếng chép kèn thì leng keng lách cách các bác nhá. Tiếng bát thì nó cộng hưởng rất là tiếng hay. Đấy, chạy 2 bát thật các bác nhá. Đấy, chạy 2 bát thật nhá. Đây ạ. Chạy 2 bát thật luôn các bác nhá. Chạy 2 bát 25 thật luôn. Đấy, 2 chép kèn thật luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Lưới nước được làm rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Thùng thì nói chung là ok các bác nhá. Với cái thùng như thế này thì các bác không chê vào đâu được rồi. Đây là hàng bãi các bác nhá. Hàng bãi. Đó. Giá rất là phải chăng hợp lý cho anh em luôn. Đấy, 2 bát 25 2 chép kèn. Và loa của con này thì nó quá đẳng cấp rồi. Các bác nhìn cái phân tần bùng nước nó làm rất là đẳng cấp. Nhìn chưa? Đó. Và một đôi như thế này bên em đang bán cho các bác giá là 4,5 triệu một đôi. Các bác nhá. Giá tại cửa hàng chưa có tiền ship các bác nhá. Đấy, 4,5 triệu một đôi, giá tại cửa hàng chưa có tiền ship các bác nhá. Đấy, chưa có tiền ship, các bác nào nào mua thì bỏ thêm tiền ship ra. Đấy, còn bác nào gần nhà có thể qua trực tiếp vào nhà lấy luôn, hoặc bác nào mà thích gửi xe em sẽ gửi xe cho các bác luôn. Đấy các bác nhá, thì gửi xe nó sẽ rẻ tiền hơn đó các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 4,5 triệu một đôi. Đấy, chưa có phí ship, hàng em bao cho bác zin ship các bác nhá. 3G, hàng thương hiệu đến từ những kỹ sư của người Đức các bác nhá. Đấy, hàng 3G đến từ những kỹ sư của người Đức luôn, hàng bãi đẹp chất. Đấy, khỏe. Đấy, có số lượng chỉ có 3 đôi thôi bác nhá. Nên bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em nhanh. Đấy, không số lượng nhiều các bác nhá, chỉ có 3 đôi thôi. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em luôn nha các bác nhá. Đấy.